Hôm nay trước ban thờ, anh đoàn nguyện trọn đời bên em. Khi thịnh vượng hay lúc gian nan, khi bệnh hoạn hay lúc bình an. Vicente Trần Văn Thịnh và Maria Nguyễn Thị Oanh, Hội Thánh chia vui và mở rộng lòng đón tiếp các anh chị cùng với thân quyến bạn bè trong ngày các anh chị cùng nhau thiết lập cuộc sống chung trọn đời trước mặt Thiên Chúa là Cha chúng ta. Xin Chúa nhậm lời cầu của các anh chị trong ngày vui này và ban ơn trợ giúp bởi trời bênh vực các anh chị, cho các anh chị được như lòng mong ước và thực hiện mọi điều các anh chị khẩn cầu. Giây phút có nhau trong đời, niềm vui phơi phới, phương ân tuyệt vời. Bên người như mùa xuân mới. Cùng bên chúng ta cầu chúc cho hai đôi tân hôn hôm nay, cũng như cho tất cả các đôi vợ chồng đang hiện diện trong nhà thờ này và những ai đang sống trong bậc sống hôn nhân gia đình, luôn biết sống gắn bó chia sẻ với nhau, không chỉ trong bữa ăn chung của gia đình mình mà còn sốt sắng tham dự bữa tiệc lời Chúa và thánh thể trong thánh lễ. Và mong rằng mai này tất cả mỗi người trong chúng ta đều được Chúa mời vào dự tiệc nước trời. Anh Vicente Trần Văn Thịnh và chị Maria Nguyễn Thị Oanh, anh chị đến đây để kết hôn với nhau, anh chị có bị ép buộc không? Thưa cha không. Thưa cha không ạ. Anh chị có hoàn toàn tự ý và tự do không? Thưa cha có. Thưa cha có. Vậy bởi vì anh chị đã quyết định thiết lập một giao ước hôn nhân thánh thiện, anh chị hãy nắm tay nhau và nói lên sự ưng thuận của anh chị trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh. Anh là Vicente Trần Văn Thịnh, nhận em Maria Nguyễn Thị Oanh làm vợ của anh. Em là Maria Nguyễn Thị Oanh, nhận anh Vicente Trần Văn Thịnh làm chồng của em. Và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu. Để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em. Để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Lạy Chúa xin ban phúc lành cho những chiếc nhẫn mà chúng con làm phép nhân danh Chúa đây. Maria Nguyễn Thị Oanh, xin em hãy nhận chiếc nhẫn này để làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy của anh. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Anh Vicente Trần Văn Thịnh, xin anh hãy nhận lấy chiếc nhẫn này để làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy của em. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Niềm vui phơi phới, phương ân tuyệt vời. Bên người như mùa xuân mới. Phơi phới phúc ân tuyệt vời, bên người như mùa xuân mới. Cùng bên nhau sống vui ngày mới, tin yêu muôn đời, niềm hạnh phúc chân ơn mãi không hề vơi. Niềm hạnh phúc chân
cho họ nhà trai cùng với phái đoàn nhà trai hôm nay tới đây để đặt cái lễ ăn hỏi cho cháu Thịnh. Xin ghi nhận cái lễ xin dâu của bên đằng nhà trai. Cô dâu ở trên một chuyến xe, thì chuyến xe đấy thì cũng tình cờ thôi, thì hai đứa ngồi chung xe và mình thấy cô ấy dễ thương nên là cũng lân la rồi làm quen rồi cũng xin số, thì về thì một thời gian thì cũng nhắn tin rồi gọi điện, sau một thời gian tìm hiểu thì chúng mình yêu nhau. Khi mà cái hôm mà lần đầu tiên đi nói chuyện ấy thì anh ấy có bảo là trong một lần đi Hà Nội thì cái lúc mà đi về trên chuyến xe đi về thì anh có gặp em ở trên xe, xong mà về anh ấy có hỏi mẹ anh ấy là xem em là con nhà ai, xong có đứa nào còn đi học ở trên Hà Nội về không ấy. Một thời gian anh ấy tìm em thì không thấy, ý là cũng hỏi nhưng mà không tìm ra em, nhưng mà lại có một chị ở nhà bác thì giới thiệu em với anh ấy. Thì sau khi anh ấy nhìn ảnh đại diện ở trên Facebook ấy thì anh ấy bảo là đúng là em rồi. What we have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in, with all my heart I mean every word, so as long as I live my life. So
nhà gái chúng tôi đưa con, đưa cháu đến đây để gửi gắm cho gia đình cũng như họ nhà trai. Tôi cũng xin đại diện cho họ nhà trai xin nhận cháu dâu, cháu Oanh để làm con dâu của họ và gia đình nhà chúng tôi. Tạ ơn Thiên Chúa Ba Ngôi, chúc cho hai cháu suốt đời yêu nhau. Chữ hiếu phải đứng hàng đầu, đấy là gương sáng bác cầu cho con. Chúc hai cháu sớm hôm chăm chỉ tính toán làm ăn xây dựng gia đình. Chúc hai cháu sớm có tân binh để gia đình càng thêm hạnh phúc. Một ngày kia cháu con đông đúc, nội ngoại đầy nhà, thượng thọ an khang. Find love like you in our dear. Ông cũng chúc hai cháu ông năm hạnh phúc. Thế thì thơ văn thì ông ngoại cũng đã tặng con rồi. Thế thì ông bà thì tôi nói ít con hiểu rồi. Thì cũng muốn là làm sao là các con là thương yêu nhau, rồi tối sớm thì nhớ đến Chúa, rồi đầu kinh cầu nguyện làm sao cái tình yêu nó bền chặt. Thế thì cũng chúc các con là đông con nhiều cháu trong năm hạnh phúc. Thịnh Kim Oanh.